Xin chào cả nhà, chào tất cả các quý khán giả. Hôm nay là chiều 30 Tết, mình đang có mặt tại khu vực đường Hoa bên quận 7 Phú Mỹ Hưng, ven cách khu bộ Hồ Ánh Nguyệt bên kia đó, cầu Ánh Nguyệt khoảng mấy chục mét thôi. Ở đây có một đường hoa hàng năm hoạt động rất là nhộn nhịp, mà năm nay do tình hình dịch Covid bây giờ này là cũng chiều rồi, nên quay một vòng cho các bạn cùng tham quan đường hoa năm nay như thế nào, theo chân cùng Mạnh Phiêu xem nhé. Và giờ hoạt động từ đường hoa năm nay do dịch Covid-19 nên giới hạn thời gian hoạt động chỉ từ khoảng 8 giờ sáng cho đến 7 giờ 17 giờ chiều là đường hoa sẽ đóng cửa nha. Các bạn có đến tham quan trong mấy ngày Tết thì đi trong khung giờ này, buổi tối sẽ không đi, không mở cửa. Let's go. Đây, quang cảnh đường hoa sưng bên khu vực Phú Mỹ Hưng với những dãy đào, hoa đào rất là đẹp mắt nữa các bạn. Các bạn đi từ ở đây, hoạt động đường hoa năm nay do dịch Covid nên chỉ hoạt động từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thôi. Giờ này mình đi cũng chiều rồi nên rất là vắng vẻ, các bảo vệ đã không cho khách đi vào sớm, các bảo vệ đã dừng không cho tiếp khách nữa nha cả nhà. Mình đi dạo một vòng quay quang cảnh rất là vắng vẻ, đường hoa năm nay được trang trí cũng khá đơn giản, do là dịch Covid bùng phát nên nhà nước kiểm soát tình hình rất là tốt. Đó. Cũng còn vài lác đác vài người đi dạo quanh đường hoa. Giờ này cũng là 4 giờ rưỡi chiều rồi đó, nên trời nó mát, mình đi mình quay chút xíu cho cả nhà cùng tham khảo nha. Đây, vực đào. Ở đây có một dãy lồng đèn màu đỏ rất là đẹp mắt nè. Cái anh bảo vệ chuẩn bị không cho khách vào nữa. Này, với những cảnh hoa đào rất là đẹp mắt luôn cả nhà. Quang cảnh đây trang trí đủ các loại hoa đó nha cả nhà. Giờ này chuẩn bị đến giờ đóng cửa rồi nên bảo vệ đang đi nhắc nhở mọi người. Đây có một cái cổng khá đẹp mắt. Đường hoa năm nay làm đơn giản thôi, không có cầu kỳ như mọi năm để tránh dịch Covid bùng phát, nên ở đây hoạt động để cho bà con có cái khung cảnh để mà vui xuân trong những ngày này. Bảo vệ đã đuổi mọi người ra hết rồi nè. Đó. Mình quay quang cảnh sơ cho cả nhà cùng tham quan. Ở đây với những dãy vải ghi chữ Happy New Year, ghi đủ thứ tiếng đó, chúc mừng năm mới tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản nè. Đó, cả nhà cùng xem nha, đủ thứ chữ ngôn ngữ đó, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, Happy New Year
tiếng Hoa, ghi rất là nhiều thứ tiếng, rất là đẹp mắt. Đó, mình chạy một vòng cho các bạn xem nha. Quá đẹp mắt luôn cả nhà ơi. Rồi. Ở đây có cặp trống, trống đồng. Mắt quá. Đi ra phía ngoài bà con đã đến giờ rồi. 5 giờ chiều rồi. Đường hoa đóng cửa, không cho mọi người vào nữa. Quay quang cảnh xung quanh. Hôm nay do dịch bùng phát nên mọi hoạt động vui xuân, tụ tập đông người sẽ bị rất là hạn chế. Em bé đang cầm bong bóng được mẹ chụp hình nè. Đó. Đây khu vực Restaurant. Ở đây cũng có những tiểu cảnh khá đẹp mắt ha. Những tiểu cảnh lồng đèn. Đây mình quay quang cảnh khu vực này cho cả nhà cùng xem. Phát để đừng cái xe này chứ. Đi dọc bên hành lang mình quay vô từ xa cho cả nhà cùng tham khảo đường hoa Phú Mỹ Hưng với một góc nhìn từ bên ngoài. Bây giờ này 5 giờ bảo vệ đã bắt đầu không cho vào nữa nha. Tiễn xuân Canh Tí đi và đón xuân Tân Sửu đến. Mình xin chúc toàn thể và đại gia đình và khán thính giả xem video clip về đường hoa Phú Mỹ Hưng bên quận 7. Các bạn thấy video clip này hay, vui lòng comment, like và subscribe kênh để đón xem những video clip hấp dẫn tiếp theo nhé. Chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và tạm biệt.